Alo, cả nhà, bà con đang đi nhận đất khu tái định cư. Thế cái chỗ này làm con làm muốn lên nhà đây là có đường qua đây à? Đúng, chắc là đây là đường để nhìn xuống đây rồi. Đấy, 40 nhà. 40 nhà nữa thì tìm cái nào là mình cất cái này, cái ô này, cái này ngoài đi xong là để cái ô nó vào đi lại rồi. Đây là đường này. Đúng, cái này là cái ô này, lô góc này. Cái lô góc này, nhưng mà cái đường qua cái đường cũng như thế. Đây 40 hộ này đang đi nhận này. Đây giờ mình chỉ là 40 là ở trên kia, trên tầng, trên tầng thứ ba vẫn còn mười mấy nhà ở trên kia nữa. Có 9 nhà hay là 10 nhà ở tầng trên à. Này bà con phấn khởi quá. Công ty lên, công ty Marisa tài trợ chương trình. Anh ơi, bên đây, thì làm nơi anh ơi đi mất 3 tiếng anh nhở, tôi đang theo đường em lại không biết đôi đi cái đường nhựa mà này, các em phải là đi cái đường mấy là xa anh chỉ đấy, đi mất 21 cây đường đá, sợ quá giờ vừa đi tiệm yêu nhá.
chuyển bà con ra đây gần đường. Ở đây cách thành phố Cao Bằng khoảng 130 cây. Ui, bà con đang đi đóng cọc nhận đất ấy. Nhận đất và công ty Malisa tài trợ xây nhà luôn 40 căn. Hôm nay là ngày khởi công động thổ. Cảnh đẹp không? Cảnh đẹp lắm em ơi. Đấy, núi này, giờ vẫn còn mây này. Cái chỗ này là cái bản bị thiệt hại nặng nhất đây của Cao Bằng. Đó, bà con chỉ là bên kia cả sạt ở đây, bà con dân tộc đây đang đó, mặc váy biết hôm nay đúng ngày hội có một đội đang ngồi. Cảnh đẹp hùng vĩ. Xa lắm, đi đường từ Bắc Cạn lên trên này đường sạt vẫn còn đang còn sạt nhiều, tối hôm qua tắc đường. Đi ban ngày rồi thôi, ban tối không đi được. Các máy móc người ta vẫn đang đào dọn đường. Đường đi dốc. Đường đi lên dốc mà kim dầu xe báo còn sai, sóc quá. Đấy, núi đẹp. Chạy từ thị trấn của huyện và đi từ 8 giờ mà giờ mới đến đây. Đi trong xã, trong huyện rồi phải đi mất mấy tiếng. Lô đất rộng phết, mỗi nhà được. Anh ơi, mỗi nhà đây lô này rộng không anh? Rộng lắm. Đây còn đến 1 chiều 500 mét không? Ở đây là bà con dân tộc Mông anh nhỉ? Sao? Nhìn cảnh rất là đẹp, khi mà lũ thì rất là ghê. Bye bye mọi người nha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.